Đời sống thú vị xin chào các bạn. Một cái trường hợp ấy mà cái lốc nó bị ngắt, nó đang chạy và nó ngắt, chắc chắn nó phải bị quá tải ở cái gì đó. Còn nếu như nó đủ nhiệt độ nó ngắt thì là bình thường. Thế nên là hôm nay tôi sẽ minh họa về cái hiện tượng mà cái lốc nó bị kẹt, nó không chạy và cái tẹt mít nó ngắt, cái bảo vệ này này, cái bảo vệ nó ngắt. Thì cái hiện tượng nó như vậy ấy, là nó ngắt, sau đó là nó nguội thì nó lại chạy lại, nó nguội thì nó đóng điện lại. Nhưng mà nếu như cái lốc nó vẫn bị kẹt ấy, thì nó lại không chạy. Thì hôm nay tôi sẽ làm trực tiếp trên cái lốc hở như thế này để các bạn biết được, các bạn quan sát thì cái hiện tượng nào cần xử lý, hư cái gì. Đây bây giờ nó bình thường nhé, tôi cho nó chạy này, này đồng hồ kiểm dòng. Đó. Đây, còn trường hợp ấy mà nó kẹt lại, đây, tôi giữ hãm nó lại này, thì nó như thế này, hãm lại, tôi cắm này, nó kẹt như thế, thì cái tẹt mít này nó sẽ ngắt. Đấy, để bảo vệ cái lốc, cái cuộn dây này không bị cháy. Đó, nó ngắt rồi. Nhưng mà trường hợp nó vẫn bị kẹt thì tí nữa nó sẽ lại đóng lại. Này, các bạn nghe, chú ý. Khoảng 3 đến 5 phút cái tẹt mít nó nguội thì nó lại đóng lại. Đó, nó đóng lại nhưng mà nó vẫn bị kẹt nên nó lại ngắt. Đó, nó lại ngắt. Nếu như nó cứ bị kẹt như thế thì cái tẹt mít này nó cứ đóng vào, không chạy, nó lại ngắt, không chạy, nó lại ngắt. Nó là như thế. Đây, bây giờ tôi sẽ thử sang cái hiện tượng này. Chẳng hạn như là cái giờ le này nó hư. Đấy, thì nó cũng thế thôi. Đó, cái giờ le không hư là không kêu này. Một cái hư nó kêu như thế. Bây giờ tôi cắm ra. Đóng chưa? Để tí nữa nó đóng lại. Đó. Nó không chạy như thế thì nó lại ngắt. Đó là hư cái giờ le. Đó, nó lại ngắt rồi. Nó như thế. Đấy, thì cái lốc nó chỉ có hai cái vấn đề như vậy. Kẹt, quá tải, kẹt. Như lúc nãy tôi giữ lại thế này này. Đó, nó kẹt thế này. Nó không thể khởi động được, không thể quay được. Thì cái tẹt mít này cũng ngắt này. Hoặc là nó không đè được. Đó, thì nó cũng ngắt. Cái này càng nóng lâu thì nó sẽ càng chậm đóng lại. Thế nên là cái thời gian mà ngắt nhiều thì cái này nó sẽ là mềm ra, nó lâu đóng lại. Bên trong cái tẹt mít này nó chỉ là cái lá đồng thôi. Đó, nó đóng lại rồi. Bây giờ tôi cắm lại thôi. Đó. Thì cái lốc này nó rất dễ chạy, nó trơn tru như thế. Bình thường ấy là nhiều cái là nó sẽ không chạy được do cái giờ le này nó hư. Nhưng mà cái này nó vẫn chạy được. Đó là một cái rất là đây.
không đề được. Đó. Là những cái hư bây giờ tôi khai sang cái không hư nhé. Nếu mà kẹt lại đây, bị kẹt lại, rồi không chạy, đó, không chạy thì tẹt mít lại ngắt, đó, thế thôi. Vấn đề là cái lốc mà nó bị ngắt này, thì nó có hai cái yếu tố, như lúc nãy là không đè được, hoặc là bị kẹt, đây. Hoặc là bị kẹt, tôi xiên cái này vào để hãm, hoặc là bị kẹt, có hai vấn đề đó. Thì nếu như các bạn tháo ra đấy, mà cái này nó không đè, nó không đè được, thì là hư cái này, thay cái này. Còn hai là bị kẹt, cái này nó không hư mà bị kẹt đấy, thì chỉ có thợ mới xử lý được cái này. Có thể là chúng ta dùng cái tụ đè, tôi đã hướng dẫn rồi, quẹt vào chân chạy và chân đề, quẹt, nếu như nó được thì tốt, còn không được thì chúng ta phải thay lốc thôi, hoặc cắt ra để xử lý cái kẹt. Đấy. Chứ còn cái tẹt mít này nó là cái bảo vệ, thế nên là cứ quá tải không chạy, không đề được là nó ngắt. Thế nên là cái kiểm tra cái lốc không chạy hoặc cái lốc mà nó chạy xong nó lại ngắt là rất là dễ. Nếu như mà nó chạy một lúc ấy mà nó ngắt ấy, thì có thể là bên trong này bị quá tải, bị khô dầu mà nó ngắt, hoặc là nóng quá nó không chịu được, dòng nó lên cao không chịu được thì nó ngắt. Rồi cuối cùng chúc bạn và gia đình được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.